Tuổi Kỷ Mão nên lấy chồng tuổi gì? Chọn tuổi kết hôn cho nữ tuổi Kỷ Mão. Năm sinh của vợ là 1999, năm âm lịch là Kỷ Mão. Ngũ hành thổ, thành đầu thổ là đất đầu thành. Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến chuyện tuổi Kỷ Mão của mình, lấy chồng tuổi nào thì hợp. Nhưng khi chuẩn bị kết hôn, lập gia đình thì việc xem tuổi vợ, xem tuổi chồng, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến một phần trong cuộc sống. Vậy tuổi Kỷ Mão lấy chồng năm nào thì gặp số tam vinh hiển hay tứ đạt đạo hay nhất phú quý hay là đại kỵ? Thì xin mời các bạn hãy tham khảo những trang dưới đây. Nam tuổi Mậu Dần kết hôn với nữ tuổi Kỷ Mão, nam hơn nữ 1 tuổi. Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số nhất phú quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng làm giàu, còn thiểu phước thì cũng may mắn và khá giả. Nhưng khi tuổi còn trẻ thì cũng phải trải qua nhiều lần thành bại thì mới phát đạt được. Tính tình hai vợ chồng cũng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ làm nên sự nghiệp. Nam tuổi Đinh Sửu kết hôn với nữ tuổi Kỷ Mão, nam hơn nữ 2 tuổi. Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt, gặp số nhì bần tiện. Đây là số vợ chồng sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn thì mới dễ làm ăn hơn. Tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp trong cuộc sống hôn nhân gia đình nên nhẫn nhịn nhường nhịn nhau thì về sau mới khá. Nam tuổi Ất Hợi kết hôn với nữ tuổi Kỷ Mão, nam hơn nữ 4 tuổi. Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số tứ đạt đạo. Đây là số vợ chồng có quý nhân phù trợ, vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính nhiều việc đều thông suốt. Tính tình hai vợ chồng cũng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc và ấm no. Nam tuổi Nhâm Thân kết hôn với nữ tuổi Kỷ Mão, nam lớn hơn nữ 7 tuổi. Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt, kết hôn với nhau gặp số nhì bần tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh thiếu thốn nghèo nàn trong một thời gian. Dù có của sẵn sàng cũng khó mà giữ được. Tính tình hai vợ chồng cũng không được hòa hợp nhau lắm. Ở với nhau phải chịu khó làm ăn thì cũng có cuộc sống ấm no. Nam tuổi Tân Mùi kết hôn với nữ tuổi Kỷ Mão, nam hơn nữ 8 tuổi. Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số tam vinh hiển. Đây là số có địa vị nhất định trong xã hội, làm nhiều việc được dễ dàng và thuận lợi. Thêm vào đó, tính tình hai vợ chồng cũng có phần hòa hợp, nên chung sống với nhau, nhường nhịn nhau sẽ được hưởng một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Nam tuổi Canh Ngọ kết hôn với nữ tuổi Kỷ Mão, nam hơn nữ 9 tuổi. Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số tứ đạt đạo. Đây là số vợ chồng có quý nhân phù trợ, nên việc làm ăn thường dễ dàng và gặp nhiều may mắn về tài chính. Tuy nhiên, tính tình hai vợ chồng cũng không được hòa hợp nhau cho lắm nên trong cuộc sống gia đình phải nhường nhịn và kiên nhẫn. Nếu hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn thì mới có cuộc sống hạnh phúc. Nam tuổi Nhâm Ngọ kết hôn với nữ tuổi Kỷ Mão, nữ hơn nam 3 tuổi. Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt, gặp số nhì bần tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được thuận lợi, phải chịu cảnh thiếu thốn nghèo nàn trong một thời gian, làm ra của cải cũng khó giữ được. Tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp nhau lắm nên trong cuộc sống phải kiên nhẫn và nhẫn nhịn nhường nhịn nhau và chịu khó làm ăn thì ngày sau sẽ ấm no. Tuổi Kỷ Mão lấy chồng những tuổi dưới đây thì sẽ gặp đại kỵ. Nam tuổi Kỷ Mão kết hôn với nữ tuổi Kỷ Mão, hai vợ chồng bằng tuổi nhau, kết hôn với nhau sẽ phạm biệt ly. Nam tuổi Bính Tý kết hôn với nữ tuổi Kỷ Mão, nam hơn nữ 3 tuổi, kết hôn với nhau sẽ phạm tuyệt mạng. Nam tuổi Giáp Tuất kết hôn với nữ tuổi Kỷ Mão, nam hơn nữ 5 tuổi, kết hôn với nhau sẽ phạm biệt ly. Nam tuổi Kỷ Tỵ
kết hôn với nữ tuổi Kỷ Mão, nam hơn nữ 10 tuổi, kết hôn với nhau sẽ phạm biệt ly. Nam tuổi Giáp Thân kết hôn với nữ tuổi Kỷ Mão, nữ hơn nam 5 tuổi, kết hôn với nhau sẽ phạm biệt ly. Tuổi Kỷ Mão nên lấy chồng năm nào? Nữ tuổi Kỷ Mão kỵ cưới chồng vào các năm 16, 17, 23, 28, 29, 35 và 40 tuổi. Nam tuổi Kỷ Mão kỵ cưới vợ vào các năm 19, 21, 27, 31, 33, 39 và 43 tuổi. Vào những năm tuổi kể trên không nên tiến hành về hôn lễ hoặc cưới hỏi. Có những cặp cưới hỏi vào những năm kỵ này thì thường hay nảy sinh những việc buồn phiền trong cuộc sống, hay thường xung khắc, hay phải chịu cảnh thường xuyên xa vắng. Tuổi này nam hay nữ khi có đôi bạn số đã định, người bạn ở hướng Tý thì mới nhằm căn duyên. Nữ tuổi Kỷ Mão sinh vào tháng 1, tháng 5, tháng 2 và tháng 4 âm lịch thì thường có số lưu phu hay số nhiều chồng, hoặc trái cảnh về việc chồng con. Nam tuổi Kỷ Mão sinh vào tháng 1, tháng 8, tháng 2, tháng 4, tháng 9, tháng 3 và tháng 12 âm lịch thì thường có số lưu thê, số nhiều vợ hoặc đa đoan về việc vợ. Còn sinh vào tháng 9 và tháng 12 âm lịch thì thường có số khắc con, đây là số khó sinh và khó nuôi con. Giải thích: một, nhất phú quý có nghĩa là giàu sang hay dư giả. Hai, vợ chồng ở với nhau gặp số nhất phú quý và số mạng cá nhân của hai vợ chồng tốt, lại được hưởng phước đức từ cha mẹ đôi bên thì sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao và có cuộc sống giàu sang phú quý. Còn nếu vợ chồng có số mạng tốt nhưng lại không được hưởng phước đức từ cha mẹ thì cũng có sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no. Trái lại, nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt, lại không được hưởng phước đức của cha mẹ hai bên thì cuộc sống cũng bình thường, chỉ đủ ăn. Hai là nhì bần tiện, có nghĩa là giàu, nghèo hay thiếu thốn. Hai vợ chồng ở với nhau mà gặp số nhì bần tiện mà số mạng của hai vợ chồng lại không tốt và cũng không được hưởng phước đức từ cha mẹ thì cuộc sống phải chịu cảnh khốn khổ, thiếu thốn về vật chất, thậm chí là nghèo hèn. Còn nếu số mạng của hai vợ chồng tốt nhưng không được hưởng phước đức từ cha mẹ thì cuộc sống bình thường ở mức độ đủ ăn đủ tiêu. Còn ngược lại, nếu hai vợ chồng có số mạng tốt và được hưởng phước đức từ cha mẹ hai bên thì cuộc sống của hai vợ chồng vẫn được ấm no đầy đủ. 3. Tam vinh hiển là có địa vị hay chức vận. Hai vợ chồng ở với nhau gặp số tam vinh hiển, lại có số mạng tốt và được hưởng thêm phước đức từ cha mẹ hai bên thì sẽ tạo nên một cuộc sống cao sang, có quyền lực và được nhiều người xung quanh kính trọng. Còn nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt nhưng được hưởng phước đức từ cha mẹ thì cuộc sống của hai vợ chồng cũng khá giả và có địa vị nhất định trong xã hội. Tuy nhiên, nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phước đức từ cha mẹ thì cũng chỉ có chút ít danh tiếng tầm thường mà thôi. 4. Là tứ đạt đạo là số dễ làm ăn hay khó làm ăn. Hai vợ chồng ở với nhau gặp số tứ đạt đạo và có số mạng cá nhân tốt, lại được hưởng thêm phước đức từ cha mẹ thì sẽ tạo nên một sự nghiệp khá giả và có cuộc sống giàu sang phú quý. Còn nếu vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phước đức từ cha mẹ thì cuộc sống khá giả, gia đình hòa thuận và êm ấm. Còn nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phước đức từ cha mẹ hai bên thì cuộc sống của hai vợ chồng chỉ đủ ăn nhưng không chật vật. 5. Là biệt ly hay tuyệt mạng là khó có thể chung sống với nhau lâu dài. Hai vợ chồng ở với nhau gặp số biệt ly hay tuyệt mạng mà lại thêm số mạng không tốt và không được hưởng phước đức từ cha mẹ hai bên thì kẻ mất người còn hoặc dễ dẫn đến cảnh biệt ly.
Còn nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phước đức từ cha mẹ thì cũng khó có thể ở với nhau cả đời. Còn nếu vợ chồng có số mạng tốt và được hưởng phước đức từ cha mẹ thì có thể sống với nhau, nhưng cuộc sống gia đình gặp nhiều sóng gió không êm ấm, một trong hai người thường bị đau ốm hoặc bệnh tật triền miên. Bài viết trên đây là những thông tin cho bạn tham khảo để chọn một nửa của đời mình. Nhưng duyên số là do ông trời ban tặng cho chúng ta, nên cũng đừng vì nội dung chỉ ra ở trên đây mà đánh mất mối lương duyên mà do ông trời đã ban tặng cho bạn nhé. Nếu tình yêu đến từ hai phía và hai bạn có nỗ lực đủ lớn trong cuộc sống, biết lắng nghe và chia sẻ, ăn ở hiền lành thì chắc chắn trong tương lai bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc và ấm no. Trên đây là phần luận giải về lá số tử vi của kênh Kiến Thức. Vậy rất mong muốn các bạn hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè để chiêm nghiệm tử vi này. Chủ đề tiếp theo của các bạn thích là gì? Hãy bình luận cho Kiến Thức về lá số tử vi nhé. Hoặc like đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất, nóng nhất của kênh Kiến Thức về lá số tử vi. Rất chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúc các bạn có được những ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.